Rửa lại từng bô mới thái rồi lại mặn lên tí. Cây thủ đũ đó các bạn nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn là cây thủ đũ này rất chi là nhiều quả đó các bạn. Giờ mới đang ra hoa các bạn nhé. Hắn chưa có quả nhưng mà hoa đang nhiều lắm nha các bạn. Bông dê của đó các bạn. Nhà chị Huê tòng được mê man ra. Mê man thủ đũ đó. Chị Huê rong mắt nó có nhiều vô mô bất đi chị ạ.